mình sẽ quay đầu bếp trưởng làm đầu bếp thôi. Để mình chùi cho nó rất là đẹp trai các bạn. Thấy mình đẹp trai các bạn cho mình một like, một đăng ký dưới các bạn. Các bạn coi đầu bếp nè các bạn. Cô đi nói vậy đây. Rồi cái này làm gì ăn cô đi? Luộc. Đấy, đầu bếp trưởng luộc chấm nước mắm nha các bạn. Đây là hột vịt chấm nước mắm. Đấy, còn cái này canh là canh cải. Không phải canh cải các bạn. Đầu bếp trưởng mua củ cải về xào thịt bò ăn nha các bạn. Đấy, đầu bếp trưởng bữa nay ga lăng lắm các bạn. Đấy. Xào thịt bò luôn. Bò. Cái này là lá lốt nha các bạn. Đấy, cái này là thịt bò xào lá lốt. Còn cái này là cái đầu hành, lấy cái đầu hành để làm ăn nha các bạn. Đấy. Đầu bếp trưởng đang làm nước mắm thần thánh nha các bạn. Đấy, không phải nước mắm đâu, cái này nước gì cơ đi? Cái này là nước canh nha các bạn. Đấy, đầu bếp đang vớt bọt nước canh đem đi bỏ để đầu bếp đổ lá lốt vô xào thịt bò ăn nha các bạn. Đấy. Đầu bếp này cao 1m95 nha các bạn. Đấy. Cao 1m95, hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn và đến từ Sóc Trăng nha các bạn. Đấy. Đầu bếp trưởng làm này ăn các bạn. Đấy. Mình đợi đầu bếp trưởng nấu ăn mà có đầu bếp trưởng nấu lâu quá. Còn này là Út Chí Phượng nha các bạn. Đấy, bây giờ bye bye các bạn, mình quay vô bạn coi đầu bếp trưởng mình làm tới đây thôi. Bây giờ mình sẽ bye bye các bạn. Còn em gái mình nè các bạn, em gái của mình nè. Nó sợ mình nữa các bạn. Đấy. Các bạn nó hay thì các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh ở dưới nữa các bạn. Đấy.